Ly rượu này, tôi xin được cảm ơn mọi người vì đã bớt chút thời gian đến dự lễ đầu thất của chồng tôi và thắp hương cho chồng tôi. Có món quà tặng anh. Cái mặt nạ này nằm ở cạnh xác của bố tôi cơ mà. Vậy tôi muốn nói chuyện rõ ràng với bà. Anh Khánh! Anh Khánh! Kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, không bỏ sót chỗ nào. Anh ra yên tâm, lục tung hết nhà cho tao. Con chưa bao giờ thấy bố khẩn trương như này, kể cả lúc ba người mình rơi vào bẫy của bọn Sơn Toàn. Hồi đó cùng lắm là xuống xác, bây giờ khác. Sao lúc bố thấy cái này trên xác lão Vương, bố bảo đây là trò lố, mà lố cộng lố, vãi cả lố. Sợ gì à? Con thì biết cái gì? Không lẽ bố nghĩ đây là hàng thật à? Anh Trà, đến con giận còn không có, làm gì có đang sát thủ nào đó. Mày đừng chủ quan. Bắt đầu từ ngày hôm nay, phải có ít nhất 10 thằng thường trực ở đây. Không có lệnh của tao, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vâng. Mày phụ trách trực gác, để xảy ra chuyện gì, tao xử mày đầu tiên. Anh Trà yên tâm, em sẽ tự hóa vàng nếu như có biến.